Ok, và hello tất cả mọi người nhá. Đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Đây mình sẽ tiếp tục series con Darksiders nhé. Ok, thì trước khi mà mình chơi, mình rất muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua nhé. Và mấy bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký hộ mình cái, bởi vì đăng ký nó giúp cho mình có động lực mình làm thêm nhiều sản phẩm khác hay hơn và hấp dẫn hơn như này nữa, cộng thêm mình sẽ có vui vẻ hơn các bạn. Cái đôi giày mình mới lấy được nó vàng khè vàng óng luôn, đẹp, hình như nó tô thêm cho cái hai cái bao tay thì màu đỏ là cái khố của màu đỏ, nhưng mà mấy cái phần đeo này nó vàng. Mấy cái lưỡi hái là cái kia thì nó lại có màu xanh xanh, coi như là phối phối màu nhìn cũng ổn, nhìn cũng ổn thôi chứ nó không có đẹp mấy. Ở đây có một cái rương. Cái búa đam to hơn với lại rít cũng to hơn, nhưng mà những cái điểm kia thì nó lại thấp. Ở đây có cái đường này. Bên đó mình không có xuống được đâu nha, chỗ đó nhầm thật. Khởi đầu mà nó cho hơi nhiều bình máu thôi. Đây đúng, đây hình như là cây búa hủy diệt vậy, to, trời, nó bị phong ấn nữa. Bây giờ việc của mình là phải giúp cái đám Maker này khám phá cái phần đằng sau nữa. Phần đằng sau này là bị quái vật chiếm rồi, cho nên là mình phải giúp tụi nó khám phá, coi như là lấy lại cái khu này á, giống như là mình lấy lại cái nham thạch như là nguồn nước vậy. Bây giờ hello. Kia có một cái rương kìa. Ok, bây giờ mình phải mở cái cánh cửa bự đó để cho cái thằng kia nó qua. Stay there and get the door.
I'm ready. Ok, bây giờ mình sẽ nhảy xuống đây và chạy thật nhanh. That's the Guardian Rider. And if you would get to the tree, we will have to wake that beast. And then what? The Guardian will do what it was made to. Destroy the corruption blocking the tree. But Glutinous, why does it just stand there? The body is finished, aye. But as it stands, it is no more than dead stone. To give life to the stone, we must give it the essence of a maker's heart. Three of them for a beast this large. And how do we do that? These heart stones were finished, along with the Guardian, but never married to the stone. They're all in the temple. We need only look to find them. Then let's go! Ok, thì mình hiểu được một phần nào rồi. Thì mình muốn tới là cái cây của sự sống, The Tree of Life. Thì mình phải bắt buộc đánh thức cái con này dậy. Giờ hình như là nó có cần phải có 3 món, 2 quả tim. Nó mới gọi là Heart of Mountain đó. Nên là bây giờ là mình phải đi lấy mấy cái món đó để mình gọi con này dậy. Mình tới cái cây của sự sống nên mình biết được sự thật, giải cứu cho World. Cái cốt truyện đơn giản là vậy. Ô, Hiểu. Vậy là cái này là mình cần phải lấy một cái sợi xích rồi. Thì World cũng có sợi xích mà, nhưng mà không biết là Dead có sợi xích không. Ok, khúc đó nó bị chặn rồi. Mấy cái rương ở đây bị chặn không rồi, buồn ghê. Ôi, cái đường nó cũng bị chặn. Giờ mình còn phải kiếm một cái cục tròn nữa giống như kia. That's it, over here. Action. Giờ mới để ý là cái tiền của mình hơi bị nhiều. Bỏ vài đồng chắc không sao đâu. Đây rồi, ở đây có một cái con Guardian là nhỏ. Gọi nó là Omega đi. Omega, còn cái con bự kia là Limbo. Ở đây có cái mảnh này. Như vậy cũng chẳng bám được. Chán ghê. Cái điều bây giờ là mình phải cần cái cục kia ra khỏi cái cửa. Tập này bơi hơi nhiều hả? Thank you.
lấy cái rương trước đã. Đây mình thấy có một cái khoảng. À, hiểu hiểu. Vậy là mình dậm. Khoan, nhưng mà ở kia cũng có một cái cục để mình dậm. Không biết nó dẫn đi đâu thôi. Chỗ cái rương này nè, nãy là có một cái chỗ cho mình dậm á. Ôi hình như nó chỉ là nối liền với nhau thôi. Tưởng gì. Kệ đi cho biết. Đây. Thằng kia nó sẽ lo cái cửa. Mình lo cái cục này. Rồi. Dính. Hên quá. Bây giờ nó mới kéo cái con Omega lên để cho mình kích hoạt. Khang nó không chết nổi rồi. Ở bên kia còn thằng bự nữa kìa. Anh và bự. Mình ngồi trên con này cho nên là lên level. Mình ngồi trên con này cho nên là nó đâu đánh được rồi. Tuyên bố thẳng câu mấy em không có tuổi. Ok, để chạy vòng vòng xem. Nếu mà đánh boss đó, đã đánh boss rồi thì sẽ văng ra đồ. Ấy biết mà. Hai cái tay nâng kêu, đúng rồi, nâng kêu nâng mắt. Kêu này xoáy mạnh lắm. Cái này có đam rít máu rít 22 hả? Giờ đam lửa. Này thì đam băng nhưng mà cái này yếu đam hơn. Nhưng mà nó có rít đam. Nói chung là có rít đam thì nó bù lại nhiều lắm. Đẹp nữa. Rồi chém là màu đỏ đỏ. Huh?
possible. Mấy cái nắp tấm này nè, coi đi. Thử đeo một tí. Ở cái này nhìn cho nó ngầu hơn thôi. À, cái này là boxing rồi. Nhưng mà nhìn vẫn ưu tiên cho thằng này. Tại thằng này là mạnh nhất. Bây giờ chỉ việc là lên đây và phá hết cái đống này. Thì cái game này nó giải đố hơi nhiều mà nó cũng như God of War. Giải đố linh tinh các kiểu. Và nó được một cái điểm hay ở chỗ, mình đánh giá nó hay ở chỗ là mấy cái phong cảnh của nó phải gọi là hùng vĩ luôn á. Map thì đẹp hùng vĩ, nhưng mà có điều là nó ở cái thời hậu tận thế cho nên là khá là buồn. Nhìn phong cảnh thì khá là buồn thôi. Cái cục kia là mình chưa có đi được luôn nha. Tại mình thấy cái đường ở dưới này nè, mình thấy có một cái điểm nhỏ. Nhưng mà không biết là mấy bạn thấy không, bởi cái đó nó cần hình như là sợi xích. Ê, hình như có nhung nham đổ xuống đây vậy. Đúng rồi. Gì vậy? Mình bấm qua mà nó nhảy lên rồi. Thôi rồi lại phải đánh nhau rồi. Đam lửa thì to thôi à, không có nước đam. Nói chung là sát thương nhiều bằng với nước đam, có khi thua nước đam nữa. Là cái đam chí mạng rồi đó, không có biết chừng được. Mình giết được mấy cái con này nhanh là nhờ biết đam thôi đó. À, bởi vậy là mấy bạn chơi Liên Minh hay là chơi Liên Quân thì các thể loại game MOBA tại sao thả thủ thường lên biết đam nhiều.
đơn giản mà bởi vì cái đam nó to hơn là cả đam thường. Ê. After you. Nên đôi khi làm cái vậy đừng có nghĩ là những cái đồ nào đam to thì nó ngon. Nếu mà đam to mà có rít đam thì nó mới ngon. Còn đam to không á, ví dụ đồ đam thấp đi nhưng mà rít đam nó cao á thì nó vẫn ngon hơn cái đồ đam to. Bởi vì rít đam mà, rít đam là một cái con số ảo mà không ai biết trước được. Đây có một cái rương. À không, cái rương ở trong góc bên kia, nhớ rồi. Mày đấy, rít đam mà. À, không để ý tới cái này. À, cái này là cái bản đồ thể hiện map thôi. Đây rồi. Cá chắc luôn đây là cửa tích. Cái đầu à. Đúng hơn là sợi xích chứ tại sao lại là cái đầu. À hiểu. Hiểu một phần nào rồi, mình hiểu một phần nào. Cái tên Death nghĩa là thần chết. Thì thần chết là cái cánh tay này là một phần rồi. Tại thần chết mà thần chết là kéo những cái linh hồn về cõi âm cho nên là cái này cũng là một phần. Người ta không có làm thể tích nhưng mà người ta là cái này ở gì thôi, nó gần giống như là một phần của Death. Cái lửa nó ngon nha, cái lửa đánh nó có thiêu đốt nha. Ok. Một mẫu của quyển sách. 7 trên 10 rồi. Một cái rương ẩn nữa. Ủa, vàng mà vàng ống luôn. Ừ. Và tiếc là mấy cái hiệu ứng của nó thì không có mạnh mẽ lắm.
Kéo vô và ném. Ê hết quá. Dây tím hả? Cộng 10% hit đam. Khoan nữa coi. Cái này mình đang 12% hit đam. Chỉ số của cái dây tím nhìn vậy thôi nhưng mà nó yếu hơn cái dây này. Ui, tưởng sao chứ nhìn vậy mà nó yếu hơn. Nói chung là đồ mình đeo là toàn hit đam thôi. Bây giờ tại sao mình mới thử boss hay là thử quái lẹ không phải là hit đam nhiều. Rồi từ từ. Kệ, cứ để cho nó đánh đi. Mình ra đây là mình lấy lại cái rương ở đây. Mình như đi lố rồi. Cái cánh tay tăng máu. Tăng máu thôi nhưng mà cái cánh tay mình đang xài nó có huyết đam. Đơn giản. Có huyết đam là mạnh. Khỏi bàn cãi gì hết. Ok, bây giờ mình có thể đi lại cái khúc kia rồi. Khúc kia yêu cầu là phải có cái bàn tay này nè. Ở dưới chắc không có đồ gì đâu. Ôi trời, có con. Tại sao đẻ đâu ra thôi. Lúc nãy đâu có đâu, tự nhiên đi cái nó thêm rồi. Chắc là mình phải nâng cái chiêu lướt nhiều lên. Tại cái chiêu lướt mình mới phát hiện ra là cái chiêu lướt nó có khả năng hồi máu. Cầu lên được một nửa. Ok, bây giờ mình phải đi qua bên này. Có cái nhảy này dễ mà. Bám. Và rớt xuống. Gạt cái này qua nữa. Xong mình mở được cây cầu. Nhìn vậy thôi cũng easy mà không có khó mấy. Đi xuống dưới chắc là cái phần nó gọi là cái trái tim, trái tim của ngọn núi ở dưới này. Heart of Mountain. Không biết có boss không được. Thường là mấy cái phó bản này thường có boss. Đây nè.
Ah, a Hearthstone. Within lays the soul of a great maker. Find a way to bring it down, and I'll carry it. It's all right, I've got you. Hey, what? Pha đó là hên đó. Từ từ. Từ từ đi, mình sẽ có cách qua. Ê, tại sao lại đổi thành cái súng? Tại nãy nó đổi thành cái súng rồi mũi té xuống. Good landing. Ở vậy nó chọi mình qua bên đó làm cái gì? Hên quá. Nhưng mà mình không hiểu là tại sao nó chọi mình qua bên đó để mình đi một cái đường dài. Nhiều khi cũng khó hiểu thiệt á, nhưng mà thôi kệ. Nhảy xuống đây. Game này nó bắt mình bỏ thời gian để mình luyện level mà. Tại vì nó còn thêm phần giải đố nữa. Con này đi được với nhanh thật à? Ờ, vậy là con này đi dịp với em thật. Nhảy xuống. Nhảy xuống. Đúng rồi. Mở ra. Ở đây nhiều đường rồi. Bởi vì đấy, cái điều mà World khác với lại dép á là World không có cái con này. World không có cái con này cho nên khá là chán. World thì World nó xử mấy cái con này cơ, còn dép thì dép lại sử dụng mấy con này. Khác nhau ha. À, đi đâu nữa? Qua bên này. Cẩn thận nào. Tiền thôi. Fret, horseman. I'll get it. Okay, những cái viên đá. Let's get this back to the Guardian. Mình phải mang cái viên đá đó về. Thì những cái viên đá nó lại là sinh mạng của những cái con Guardian. Cũng như là cái con boss lần trước. Con boss mà tập trước mình đánh nó cũng sử dụng bằng hòn đá. Và cái hòn đá của cái con boss nó nhỏ hơn và nó tròn. Tiếc là con boss nó mạnh đấy, nhưng mà tiếc là mình có đồ rít đam nhiều quá cho nên thử nó lẹ. Xoáy nước luôn, nước hồi nấu mà cho nên ngon. Mình phải chú ý
khí nào hồi máu được. Như vậy cái lúc mà không cần nó nhiều được máu lắm, nhưng mà cái lúc mà chỗ này nè được máu lại thiếu. Hết mà nè. Nó không cho xài rồi thôi. Giết lên đến 2000 mấy rồi. Cái vậy té nó được. Xong luôn. Vừa thử thì nó xong là thằng máy lên tới luôn. Cảnh nào. Giờ mang cái hòn đá nó ra đây rồi sao nữa. Ok, và chắc là video này mình cũng dừng tại đây thôi nhé. Thì tập này nó cũng khá là dài rồi, chia ra làm hai phần như tập trước rồi. Và nếu mà bạn nói hay, like và share đi sẽ giúp mình rất là nhiều á. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nha. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Cứ đăng ký đi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.